Con ơi, chú không nhận lá thư này đâu. Con đem về con trả cho ông Phiên đi. Thôi con mệt mấy cái chuyện người lớn này lắm rồi đó. Bồ câu đưa thư á, bay vòng vòng cũng phải gãy cánh nữa. Chứ nói chi là con. Con chỉ có trách nhiệm nhận thư thôi. Bây giờ chú không nhận đúng không? Đem trả lại cho chú Phiên đi. Từ nay về sau á, con không có nhận mấy trời cái trách nhiệm ơi, nữa đâu. Thôi đem về đi. Chuyện chi mà làm cho cháu tôi giận dữ rửa nè. Thư hồi âm của anh Phiên à. Kinh Long ơi, con đúng là trung tâm truyền phát nhanh nhất hành tinh đi. Ôi trời ơi, cảm ơn con. Của tôi mà làm chi à? Làm điên à? Buông ra mà điên à? Làm cái chi? À! Ê, chị của bà. Ui da đau quá. Ui da. Kinh Long, quỳ sữa. Quỳ sữa đây. Sao tự nhiên cô ba muốn đánh con? Răng mà à. Đánh con không? Thì cô ba mới biểu con quỳ xuống để đánh con. Thằng chó con đi chọc o à. Con đem thư của anh Phiên về cho o rửa mà o đánh con à? Không, hôm nay cô ba hôn con một cái. Trời ơi, cô ba muốn thưởng con một nụ hôn. Ra mặt mi cao quá, làm răng mà cô hôn được. Khi sướng, khi sướng. Trời ơi, thôi khỏi đi cô ba. Con nổi da gà hết trơn rồi, ghê quá. Hôn hôn, cô hôn nè, cô hôn. Ơi, cho o sĩ nha. Ta lên, ta đọc thư xong. Khi ta trả lời. Khi nhờ con, làm con chim bồ câu. Mang cái thư này đến cho anh Phiên nha, nha. Nhưng mà cô ba coi kỹ là đi. Yên tâm, gần đi. Cô ta thượng nhiều hơn nữa. Chờ sĩ nha. Tốt nhất là cô ba nên coi kỹ tên người nhận rồi hãy đọc nha. Rắn, mi nợ cái chi, nợ cái chi, mi nợ cái chi. Răng mà rửa. Răng mà rửa. Nam mô. Con Nam mô. Con Nam mô bố rồi. Đâu, chắc là chạy ra ngoài để rửa cái vết cắn rồi đó. Răng mà rửa. Làm rắn mà. Anh Phiên viết thơ cho con đi. Trời ơi, không chịu, dạ. Không chịu, dạ. Không chịu. Dạ. Con có biết. Răng mà đòi dạ. Ta làm gì? Mới đòi làm răng mà. Anh Phiên gửi thơ con Nam Ô. Làm răng mà viết thơ cho con Nam Ô. Con cứ hỏi vú đi. Làm răng nữa. Răng mà rửa. Trời ơi, răng mà rửa. Nam Ô. Sao? Thấy được không? Quá được luôn. Hết sỉ. Bây giờ hang ổ có hết rồi. Chỉ cần là giăng lưới kiếm cá thôi. Nè, sao ngày khai trương của công ty á mà lại để âm thầm như vậy hả ý lạ? Với danh tiếng của hai đứa bây giờ hả, là chỉ cần lên tiếng thôi là báo chí đưa tin ào ào, không cần phải tốn tiền quảng cáo công ty làm gì. Em thích vậy á. Nếu mà không có anh thì nhỏ tơ á không gặp bao nhiêu rắc rối để nổi tiếng ngày hôm nay. Cho nên á, anh là người khách mà chúng em không thể không mời. Tơ, tao đi công chuyện chút xíu nha. Mà nè, ngày mai á, thợ qua đáp bàn. Mày qua coi làm sao, coi có ưng ý không chỗ làm việc của mày đó nha. Tao chỉ biết rong chơi thôi. Còn mọi việc còn lại hả, để dành cho nhỏ tơ lo rồi. Đi đi. Em đi nghe anh. Nè em, ý lạ lúc giải phẫu chuyển giới á, có bị bác sĩ cắt trúng cái dây thần kinh nào không? Chứ anh thấy nói chuyện lúc này khó hiểu quá. Từ xưa tới giờ nó là chuyên gia nói chuyện trên trời dưới đất luôn. Nó có chuyện giới thiệt đâu. Lấy gì mà bác sĩ cắt dây thần kinh của nó? Ủa? Vậy mà anh cứ tưởng nó đi chuyện giới thiệt chứ. 100% đàn ông nguyên si đó. Ồ, giống như anh vậy hả? Đúng là không nói ra thì ngay cả anh đây cũng tin sái cổ cái chuyện ý lạ chuyện giới là 100% luôn. Hai đứa em bày đủ trò rồi đó. Ngay cả cái công ty cũng vậy nữa. Đang bày trò gì nữa đây cô xin xinh đẹp. Tụi em đang thành lập một công ty ảo dành cho thế giới ảo. Như vậy thì trò chơi mới càng thú vị hơn. Công ty của em có giấy phép thành lập đàng hoàng thì làm sao mà ảo được. Em làm cho anh càng lúc càng mù mịt đó. Không thể hiểu nổi những điều em đang làm.
nói là ảo, nhưng mà là vì nó giống thật, cho nên sẽ không ai nắm bắt được. Khi mà trí não bị kích thích bởi hình ảnh não thì bản năng chiếm hữu thực thể lại trỗi dậy. Và tất nhiên á, người ta sẽ dễ dàng lạc lối trong thế giới mình đang tưởng tượng. Em đang làm cho anh cảm thấy bị lạc lối thì có. Làm ơn đi, đừng có nói chuyện giống như một ô xin hai tết. Nói chuyện một cách bình thường nhất cho anh dễ hiểu được không? Nè, anh không phải là ô xin thì anh cần hiểu để làm gì? Thì anh lo cho em. Anh thấy mọi chuyện của em vậy lạ làm, giống như một trò chơi vậy đó, mà không có quy tắc của cuộc chơi. Anh không muốn em gặp rắc rối với pháp luật. Nếu như cảm thấy là chơi đủ rồi thì nên dừng lại. Dừng cuộc chơi lại đi. Mình chơi trò làm vợ của anh sẽ vui hơn. Anh sợ là em không đủ năng lực để điều khiển cuộc chơi này hả? Anh sợ em không đủ kinh nghiệm để đối phó với những bất trắc xảy đến. Nè, em đang nắm quy luật của cuộc chơi và em sẽ điều khiển nó theo ý của mình. Nếu mà lúc nào em cảm thấy không ổn á, em sẽ dừng lại. Anh yên tâm đi nha. Không có luật chơi nào hay bằng luật hôn nhân gia đình hết. Hai đứa mình á, chơi trò vợ chồng trước. Khi nào á mà có em bé rồi á, mình sẽ cho nó chơi trò chơi búp bê. Không chịu. Nghiêm túc trả lời cho anh đàng hoàng. Không hay chịu? Không chịu. Trời, con nó ranh thuốc của mày. Trái gì đi của bà bữa nay nó biết cười rồi kìa. Nè, sao kêu đưa ta? Má Hai, dì Tư, anh Biển. Anh Biển khỏe anh Biển. Ủa đi đâu vậy con? Dạ, con đi cúng khai trương về. Sẵn con đem trái cây về cho à. Má Hai với dì Tư đang lấy thảo. Chuyện của mày là thương tao nhất à? Dì Tư nè. Ai cho bà ăn là bà thương nhất đúng không? Mày ganh tị quá à. Mày cho tao hốc bia tao thương mày nhất. Trời ơi, bán cái thương nhất của bà tôi sắm được cái nhà khác á. Anh Biển, cho anh một trái nè. Ăn đi cho bớt buồn đi. Sao mà buồn hiu vậy? Hồi nhỏ thì anh ít nói, mà lớn lên á làm như là không chịu nói luôn á. Hà tiện lời về Biển. Nói đi anh. Biết nói gì bây giờ? Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, lần này được 5 chữ sinh lão bệnh tử. Được rồi, nói đi anh. Tại Biển không chịu nói chuyện á, chứ làm chi mà không có chuyện để nói. Giống như anh đang nghĩ cái gì trong đầu á thì anh cứ nói ra đi, cho ý lạ nghe. Giữ trong bụng á thì buồn lắm, mà đau bụng nữa đó. Sao anh nhìn em kỳ vậy? Mày có biết mấy bữa nay người ta đồn mày là bê đê không? Chuyện đó thì tôi... Tôi gì? Mày nói quá à. Cái gì bê đê? Mày phải nói nó đồng tính. Bà hay ghê. Đồng tính là sao, bê đê là sao? Mày dốt quá. Đồng tính với bê đê là hai chị em. Trời ơi, đầu lòng hay ả tốt nha. Đồng tính là chị, bê đê là em á. Mắc cười quá à. Tụi nó là hai chị em, giống như con tắm con cám vậy đó. Nhưng mà con chị nó đẹp hơn con em. Con chị nó là đồng tính, là đẹp hơn con bê đê. Má giải thích gì mà kỳ lạ vậy? Tự nhiên đồng tính là đẹp hơn bê đê à? Con đi ra ngoài đường á, người ta nói này nói nọ thì kệ người ta. Con đã về tới đây rồi mà má Hai còn nói này nói nọ. Má Hai là người lớn mà má Hai không thương con gì hết á. Trời ơi, tao nói hai chị em nó đẹp, cái tao có nói gì mày đâu. Mày quá, tao trả mày là chút quýt nha. Trời trời, trời đất ơi, mới có một tiếng đồng hồ thôi mà 24.500 like rồi nè. Ghét dễ sợ ha. Ngủ cũng yên với bà nữa bà nội. Ngủ cái gì, ngồi dậy coi với tôi nè. Thôi mà, ngồi dậy coi với tôi nè. Đừng.
Ngồi dậy coi đi. Con ý lạ nó mặc áo dài, nó post lên Facebook thôi mà 24.500 like rồi kìa. Thì bà mặc áo dài vô, tung lên Facebook cho mọi người vô like đi. Tôi mặc áo đầm, tôi mặc nội y ngược ra ngoài luôn đó. Vậy mà đăng lên mạng có ai comment gì đâu. Không ai like hết trơn á, trời á. Năn nỉ bạn bè tôi chỉ mới được 24 like. Ghét. Còn nói tôi khùng nữa chứ. Nè, tôi cho bà ăn, cho bà ở, xong rồi chứng giấy, xác nhận cho bà đi thi luôn. Bây giờ bà ngồi đây bà nói bà Thu có ý lạ làm sao? Lúc trước nói chỉ cần lên sân khấu là đè bẹp có ý lạ rồi. Bây giờ đeo chân nó cũng không được làm sao? Tôi thua nó là tại vì nó bất ngờ chuyển giới thôi. Tôi hỏi bà nè, bây giờ mới có mấy ngày thôi, bắt tôi chuyển giới làm sao tôi chuyển giới kịp? Là chị em phụ nữ với nhau mà không có chịu thương tôi, phải thông cảm cho nỗi đau của tôi chứ. Chị em phụ nữ với nhau hả? Nhìn kỹ lại đi. Hình thức thì cũng na ná, nhưng mà nội dung thì khác biệt à. Phải rồi, tôi là đàn bà lai, cho nên lòng dạ tôi không có sâu hiểm bằng đàn bà thiệt. Bởi vậy chồng chưa cưới nó thấy độc ác quá, cho nên nó bỏ nó chạy có cờ luôn, huống hồ gì tôi. Bà nói gì vậy? Bà nên nhớ tôi là chủ, còn bà là ô sin nghe chưa? Lạng quạng tôi đuổi cổ đó. Nè, thời buổi này ô sin mới có giá, chứ chủ là cái thá gì chứ. Bởi vậy chồng chưa cưới nó bỏ cô chủ, nó đi lấy ô sin tơ đó. Đánh hả mày? Trời ơi, dám quýnh kia ba hả? Trời cái con kia, trời đất ơi mày hả mày? Trời đất ơi kia, mày đụng cái tay mày tới số mày được nha mày. Nha mày, ui da. Mày ra đây, mày dám quýnh kia ba mày hả? Hả? Ui da, mày chơi nhéo vú hả? Chơi nhéo vú tao hả? Tao quýnh mày nè, hả? Mày quýnh tao hả? Bẻ người cho mày chết luôn nè. Ui da. Ba, nó dám đánh con kìa ba. Chúc mừng con. Ba, nó đánh con sao ba bỏ đi vậy? Ba. Bố cổ nè. Ê, ba của bà đi đâu vậy? Làm sao tôi biết được? Nhưng mà tôi biết, chắc chắn ông đi kiếm bà Lý mặt sầu đó. Bởi vì mới nói, ô sin bây giờ lộng hành lắm. Bước vào nhà nào á, là mục đích á, là quyến rũ ông chủ thôi à. Không có con nào tốt lành hết đó. Nè, nói phải nhìn trước mắt sao mà chưa? Nghĩ sao vậy hả? Tôi làm ô sin cho nhà bà, nhưng mà đừng bao giờ ám chỉ tôi giống như bà Lý mặt sầu. Tôi không có quyến rũ ba bà đâu. Bà nghĩ sao vậy? Trời ơi, tôi không phải người dễ dãi giống như bà Lý mặt sầu đâu. Bà nội, bà lết vô cái nhà vệ sinh coi kỹ mặt bà đi. Sao? Xong rồi á, phải đi ra nha. Sao? Ra đây ngồi cho tôi vô tôi ói. Cái gì? Dám lăn nhục tôi hả? Bà làm gì vậy? Làm gì? Nhéo bà làm gì? Nhéo nè. Ôi trời, bớ người ta. Cứu tôi, chủ nhà ăn hiếp ô xin rồi trời ơi. Tôi đánh với bà Trường nghe chưa? Ăn hiếp một cái người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi có gì đâu mà hay ho. Bà ngon á, bà qua bà dạy dỗ con tơ kìa. Nó có giỏ nó quýnh cho bồm đầu. Có giỏ thì sao? Sẽ có ngày tôi đánh cho nó một trận nên hơn. Bà chóng mắt lên mà coi nè. Nè, có quýnh á thì quýnh liền đi nha. Không thôi á, mày mốt đã đám cưới với thằng Kinh Long á, hai vợ chồng nó hợp sức là quýnh cho bà bồm đầu cho bà biết vậy đó. Sao bà biết Kinh Long sắp đám cưới với con tơ vậy? Thì báo mạng nó đưa tin. Con tơ nó sắp theo chồng vào cuối năm nay. Nghe nói đám cưới đãi mấy trăm bàn lượng đó. Vậy là Kinh Long đám cưới với con tơ thiệt hả? Nói vậy thôi, chứ ngày nào tụi nó chưa đám cưới á thì bà vẫn còn hy vọng, hiểu chưa? Bà có cách nào giúp tôi hạ con tơ, lấy lại tình yêu của Kinh Long được không?
Biết người ta là gái có chồng mà mình còn đeo đuổi là mình sai và còn phạm pháp nữa. Bị chồng người ta làm khó là đúng thôi, cho đáng đời cái tội đèo bồng. Tự mình làm khổ mình, rồi bây giờ khổ lấy cho Sáu luôn. Phải chi Sáu hạnh phúc thì mình sẵn sàng chôn kính tình cảm của mình để Sáu được sống vui vẻ. Nhưng Sáu làm việc cực khổ, còn chồng thì chỉ biết ăn chơi, thậm chí dẫn gái về nhà một cách công khai, thì mình lại càng thấy thương yêu và muốn bảo vệ Sáu nhiều hơn. Bây giờ phải làm sao đây? Phải chi Sáu chịu gặp mình để nói chuyện, thì biết đâu cả hai sẽ tìm được lối thoát cho cuộc đời nhiều bất hạnh của Sáu. Sáu ơi, em đang ở đâu vậy? Sao mà ra nông nổi này vậy chị? Tôi là người dẫn chị đi làm, có gì chị phải nói với tôi một tiếng chứ. Chứ có đâu mà âm thầm nghỉ việc, ra đường đi lụm dây chai vậy có sao được. Dạ tại tôi, tôi bất cẩn quá, xém chút nữa tôi làm trái nhà ông chủ. Gây ra chuyện lớn vậy tôi đâu có dám nói với chị, tôi sợ liên lụy chị. Mệt quá sao chị khờ vậy không biết nữa. Tôi đã trích tiền để mua bảo hiểm rủi ro cho Oxin, có chuyện gì á, tai nạn gì á thì bảo hiểm họ giải quyết, liên lụy gì tới tôi đâu mà lo. Trước giờ tôi gửi tiền lương của chị vô tài khoản nha, là để dành những cái lúc như vậy nè, không có thì lấy ra mà xài. Lát nữa tôi đưa cho vài triệu để phòng thân nha, rồi từ từ tôi kiếm chỗ khác cho đi làm. Dạ. Không có ra đường mà đi bóc bọc nữa nghe chưa. Dạ. Bực mình nói cái gì cũng sao không cẩn tỏ tình với chị chứ không giùm tôi cái đi. Dạ tại... Tại cái gì? Tại tôi... tôi không dám. Bà không dám chứ không phải bà không thương ông Cẩn đúng không? Thấy không? Nhìn cái mặt là biết liền, có sai được đâu. Rồi coi như xong rồi đó, sắm mặt sờ bà xong rồi đó. Chồng bà mà nó biết nó giết bà nghe. Nhá. Trời ơi, ông chồng tôi là ông chỉ cần tôi đem tiền về đưa cho ông đầy đủ thôi. Ông có yêu thương gì tôi đâu mà ghen tuông hả chị? Tôi nói thiệt với chị Tư, tôi với ông Cẩn chưa có hề nói yêu thương gì nhau hết á. Nhưng mà tôi sợ ông chồng tôi ông biết chuyện, rồi ông làm khó dễ ông chủ, rồi ông lại nẹo tiền ông chủ nữa. Chị Tư ơi, phần số tôi nó lỡ làng rồi, ai muốn dọc ngang gì tôi cũng chịu hết. Phụ nữ cần quan tâm và phòng ngừa loãng xương từ sớm, bởi vì tính tới thời điểm... Ê! Mày đi ngoại tình với ông chủ mới về phải không? Ông nói gì kỳ cục vậy? Hả? Nói tôi gì? Đi! À, mày vô đây! Ngồi xuống! Ông buông ra! Hồi trưa này, ông chủ mới tới đây kiếm nè. Cái gì? Ông chủ tới đây hả? Ông thú nhận hết rồi, mày đừng có cãi. Công nhận chị Tư của quyền cho nói đúng thiệt. Mai là chỉ dạy mình cách trả lời chứ không không biết nói làm sao. Sao? Tao nói trúng rồi mày câm miệng mày lại phải không? Đúng không? Nè, ông đừng có nói bậy bạ nha. Tôi với ông chủ không có cái gì mờ ám hết, không có gì phải thú nhận với ông hết. Là tại tôi nè, tôi làm trái cái bếp của người ta, cho nên chị Tư của quyền nghe chị biểu tôi nghỉ đi, để chị kiếm người khác thế vô làm chỗ của tôi. Ông dựng chuyện lên rồi ông tống tiền ông chủ phải không? Ừ,
Nếu như mà không có quan hệ tình cảm thì mắc mới gì? Mắc mới gì mà mày nghĩ rồi ông tới đem kiếm mày? Mày lẻo lử hả? Mệt ông quá đi. Còn dám chối cãi nữa hả? Tôi hả? Không có nói chuyện với ông nha. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Sao? Ông kỳ quá đi. Chị Tư biểu tôi tránh mặt đi để chỉ thương lượng với người ta. Thì chắc là chỉ thương lượng không được cho nên ông chủ mới đi kiếm tôi thôi. Mày nói thiệt không? Tôi nói thiệt. Tại sao tôi có con vợ ngu quá vậy? Hả? Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, mày đi làm việc là mày phải cẩn thận. Mà bây giờ mày làm như vậy, tiền đâu mà trả cho người ta? Tiền đâu mà ăn nhậu? Tiền đâu hả? Ông kỳ quá đi. Kỳ hả? Kỳ nè. Kỳ đi. Hả? Dám hả? Ông đánh nhiều đó đủ rồi nha. Tôi nói cho ông biết, từ giờ trở đi ông đánh tôi bao nhiêu cái là tôi đếm đủ bấy nhiêu cái đó. Đếm rồi mày làm cái gì tao? Hả? Tôi nói cho bà Tôn Mổ Ni biết. Mày đừng có đem Tôn Mổ Ni ra hay là mà Tôn Càng gì đó mà ra mặt ra khe tao. Hả? Tôi không nói càng. Ông thừa biết bà Tôn Mổ Ni dám làm hay không mà. Ê, nè. Ui. Muốn ra. Muốn ra. Ngồi im. Ngồi im đi. Im. Mình khẳng định với tôi là mình không có quan hệ tình cảm với ông chủ đi. Tôi nói lại lần cuối nha, tôi không có cái gì mờ ám với ông chủ hết. Vậy thì còn có giá. Bây giờ bà muốn tôi đứng ra giải quyết chuyện này không? Ừ. Vậy thì bà đi kiếm ông chủ của bà đi, rồi bà hẹn ông ra. Vậy cái mình làm một buổi tiệc nho nhỏ, xong rồi bà chuốc rượu trong say, sau đó cái bà đưa ông vô khách sạn. Lúc đó tôi sẽ xuất hiện ra để bắt gian phu dâm phụ là bà dâm chủ đó. Thấy tôi ghê không? Bà thấy tôi ghê chưa? Tôi không có làm mấy cái chuyện kỳ cục vậy đâu nha. Bà cút đi. Bà kêu tôi đứng ra giải quyết chuyện này mà bà không làm là sao? Bà nghe lời tôi đi. Tôi lấy được tiền xong thì tôi sẽ mua đồ mới cho bà. Tôi không có cần áo đẹp gì hết á. Tôi không có làm mấy cái chuyện bất lương vậy đâu. Mày dám cãi lời tao hả? Mày ly nè. Buông ra. Cãi lời nè. Buông ra. Bà Tôn Mổ Ni. Nè, nằm ở đây mà canh nhà. Từ giờ trở đi tao cấm mày đi đâu đó. Nghe, cho mày biết trước, chừng nào mày nghe lời tao thì vô phòng ngủ với tao. Ơi, lấy lượt của anh chưa? Em còn nhiều việc lắm, anh chờ em làm việc xong đi. Anh chờ em từ sáng tới giờ rồi. Em tiếp khách xong thì phải ưu tiên cho anh chứ. Chứ anh cũng chỗ quen biết mà, đúng không? Quen, chứ không có thân. Chờ chút đi. Dạ, chào chị. Em ở bên công ty Oxin Hightech đây. Vậy hả, chào em. Có tin gì mới hả em? Theo yêu cầu của chị á, em đã tìm được một Oxin nghệ thuật theo đúng ý chị muốn rồi. Ồ, vậy hả em? Trình độ ra sao vậy em? Có đáp ứng được yêu cầu của chị không? Dạ, tất nhiên là được rồi. Cổ là giảng viên thanh nhạc đã về hưu. Ngoài giờ làm việc á, thì cổ có thể dạy kèm chị học đàn piano. Khi mà cần á, thì cổ có thể đưa chị cùng gia đình đi xem hòa nhạc nè, ca kịch nè, hoặc là những phòng triển lãm tranh. Tất cả những kiến thức về nghệ thuật chị đều có thể nhờ Oxin tư vấn cho chị. Và gia đình của chị á, có thể hiển nhiên bước vào giới thượng lưu và thưởng thức nghệ thuật một cách dễ dàng. Ừ. Con gái chị á, muốn thi tiếng hát truyền hình, liệu cổ có thể đào tạo cho nó được không? Cái này thì chắc chắn rồi, đó là chuyên môn của cổ mà. Vậy em giới thiệu cho chị gặp mặt gấp nha. Dạ, vậy để chiều nay á em kêu cổ qua gặp chị nha. Ừ. Chào chị. Bà xã, nhìn anh cái coi. Bộ béo gì đâu mà nhìn. Sao lại không chứ? Nhìn trai đẹp cũng đỡ mệt chứ bộ. Liều thuốc tinh thần mà. Anh với em á, bây giờ chỉ còn là quan hệ bạn bè thôi.
Nhìn làm gì? Tự nhiên em đòi chia tay, rồi đẩy anh từ ông xã xuống thành ông bạn. Anh không chấp nhận đâu. Nếu mà không chấp nhận á thì cũng vậy thôi à. Anh làm ơn để em làm việc kiếm tiền được không? Hồi đó anh thấy em ham tiền thì anh thương em biết bao nhiêu. Bây giờ thấy em ham tiền quá cái tự nhiên bị sốc đó. Ờ à, anh biết là ba không cho hai đứa mình quen nhau nữa. Em bị sốc. Nhưng mà tình yêu thì phải đến từ hai phía. Em không thể nào đơn phương quyết định chuyện chia tay mà em không nghĩ đến cảm nhận của anh là gì. Em biết không, càng ngày á em càng giống anh Thơ rồi đó. Em chỉ đưa ra ý kiến của em rồi bắt mọi người làm theo, chứ em không chịu nghe theo ý kiến của người khác. Em giống anh Thơ hả? Vậy cứ coi như là anh không may đi. Trời ơi, không biết kiếp trước tôi tu hành sao mà kiếp này tôi khổ quá vậy trời ơi. Dạ, em bên công ty Ocean High Tech này. Trả lời em đi, em có bằng giỏi của anh không? Em không có được hỏi như vậy. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì đối với anh, con vợ của anh là một con ma. Còn đối với em là một bà tiên. Một bà tiên đẹp tuyệt trần. Thiệt vậy hả? Thiệt. Thiệt. Lát nữa em sẽ cho anh 500 ngàn để anh đi chơi nhá, nhá. Anh thương em, anh thương em. Anh thương em nhất luôn này á. Còn em á, em thích nhất là đưa tiền cho chồng em xài á. Vậy anh có thích em làm vợ của anh không? Thích chứ, thích chết đi được luôn á. Vậy anh bỏ vợ cưới em đi. Anh đang suy nghĩ, không biết làm sao mà anh bỏ nó mà không bị mất của đây nè. Ý anh nói là cái nhà này hả? Nhà này của ba má anh mà. Ba má anh để lại cho anh mà. Anh muốn làm sao mà ly dị, không phải di tài sản cho nó. Em hiểu chưa? Hôn em cái đi rồi em nói cho nghe nè. Bộ anh quên em là đại gia bất động sản sao? Chỉ cần anh ký giấy để lại cho em thì khi ly dị con vợ anh làm sao dám đòi chia được. Để suy nghĩ cái đó. Chứ nghĩ gì nữa? Anh sợ em giật tiền của anh hả? Không phải. Ai mà nói em giật tiền của anh đâu. Trời ơi trời, nhà của em quá trời luôn, lấy nhà của anh làm gì nữa. Mẹ em nói anh nghe nè, khi nào á em với anh cưới nhau xong á thì anh về biệt thự ở Bình Dương của em ở. Còn cái nhà này á anh để cho thuê, lấy tiền bỏ túi riêng để xài, được chưa? Trời ơi, thích chết đi được á. Vậy ngày mai á em mời luật sư đến làm giấy tờ, sẵn dịp làm giấy ly dị luôn nha. Nha. Được, chiều nay giờ anh về anh ký giấy ly dị nó luôn. Em thương chồng là vì chồng biết nghe lời đó. Cục cưng. Anh ơi, bả về kìa. Thôi mà. Hai người làm cái gì kìa vậy? Hai người làm cái gì vậy? Rồi, làm cái gì hỏi chi? Cô là ai vậy? Lãng nhất. Tới nhà mà không biết chào hỏi gì hết trơn trọi vậy. Bất vậy. Chào hả? Nó tới nhà tôi ôm ấp chồng tôi mà ông biểu tôi chào nó hả? Ê, ai cho kêu tôi bằng nó hả bà? Anh, anh xử nó đi, anh xử nó nha. Rồi, em đi về em đó. Em đi về đi, em đi về đi. Mày chọc điên tao hả? Anh, nó đánh em kìa, anh xử nó nha. Ui, được rồi, về đi. Nè 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 nè, em đi về đi, để đó, vậy đó để cho anh. Nó là con nào hả? Tại sao nó dám vô đây ôm ông? Nó là vợ tao. Cái gì? Ông nói nó là vợ ông hả? Vậy tôi là cái gì của ông? Mày không xứng đáng là vợ tao. Nha, tao sẽ ly dị mày để tao lấy nó. Tôi làm cái gì mà ông nói là không xứng đáng?
Tôi làm lỗi gì mà ông đòi ly dị tôi? Mày dám nói với tao là mày không có lỗi gì hả? Cả tháng nay mỗi ngày mày cho tao mấy chục ngàn. Có con vợ nào mà mỗi ngày cho tao mấy chục ngàn? Tiền đó mà tao xài, tao bỏ mày là đúng rồi. Tôi vất vả đi làm kiếm tiền, có bao nhiêu tiền tôi đem về đưa hết cho ông mà. Tiền của thằng con cho hai vợ chồng ông cũng lấy hết. Ông còn muốn cái gì nữa? Tao muốn có tiền ăn xài. Mày không lo được cho tao thì mày biến đi, để con khác nó lo cho tao. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, ông đối xử với tôi vậy đó hả? Tao nói mày dám cãi. Mày dám cãi tao hả? Mày dám cãi tao hả? Mày ông có giỏi thì ông đánh chết tôi luôn đi. Tao đâu có ngu. Tao đâu có ngu mà tao đánh mày. Tao đánh mày chết rồi tao đi cùng hả? Tao nói cho mày biết nha, tao đâu có ngu. Tao đâu có ngu mà tao đánh mày chết mày để tao đi tù. Tao đánh cho mày sợ tao thôi. Mày tao đánh mày nè hả? Mày định làm ô xin nổi loạn hả mày? Mày em nè. Sao rồi sao vậy? Nó không có chịu ly dị mà nó quánh anh bầm mình luôn nè. Trời ơi tội nghiệp ghê chua. Thôi nghe chua, vì em mà anh đếp giả như vậy á, cảm động quá. Nhưng mà anh tính sao? Anh dứt khoát ly dị với nó để cưới em. Đúng rồi, vậy thì á anh đưa giấy tờ nhà đi để em kêu luật sư sang tên. Nè, giấy tờ nhà đi, nói với luật sư là khuyến mãi cái đơn ly dị cho anh để đỡ tốn tiền ha. Anh đừng có lo, em lo hết, tiền em chịu mà. Nói luật sư làm lẹ lẹ đi, anh nùng lắm rồi á. Trời ơi, từ từ đi, biết bao nhiêu chuyện phải làm, mắc gì phải lo. Anh lo không làm gì được đâu nha. Nè, nghe em nói nè, trước mắt á em lo giấy tờ bán nhà, còn anh á, anh phải thừa dịp ly dị này anh kiếm một mớ tiền từ vợ của anh được không? Kiếm ở đâu? Trời ơi, em nói nghe nè, con vợ của anh á coi vậy mà đáng giá lắm. Nè, bán nó đi được không? Không lẽ vợ anh mà cũng bán được hả? Anh kiếm tôi cái việc gì không? Tôi biết là ông chủ rất thương con vợ tôi, nhưng kẹt á, nó có chồng rồi mà chồng là tôi nên không có làm ăn gì được hết trơn hết trọi, đúng không? Chuyện này đàn ông với nhau mà, đừng có giấu. Mục đích của anh là gì? Đừng có vòng vo nữa. Con vợ của tôi nó cũng thú thiệt là nó thương anh lắm á, nhưng mà vì hoàn cảnh éo le hai người không có đến được với nhau nên đành phải chia tay thôi. Cô Sáu nói vậy thiệt sao? Sao mà lại không thiệt? Tôi rất là buồn khi mà biết con vợ tôi nó không có chung thủy với tôi, nhưng mà nhìn hoàn cảnh của hai người á còn đáng thương hơn. Trời già, sao mà gieo chi cảnh éo le quá vậy? Cho nên tôi quyết định sẽ cho hai người tự do đến với nhau, nhưng với một điều kiện. Anh vì lý do này mà tới tìm tôi có phải không? Chỉ cần ông đưa cho tôi 50 triệu là tôi sẽ ký đơn ly dị, để vợ tôi sẽ đến với ông một cách tự tại tự do. Tôi nói thiệt, đứa nào nói láo bà bắn sao lâu kéo nó đi. Được, chỉ cần anh đưa cho tôi xem bản phán quyết của tòa đồng ý cho anh và cô Sáu ly dị thì tôi sẽ đưa anh 50 triệu. Còn nếu anh làm nhanh, tôi sẽ thưởng thêm cho anh 10 triệu nữa. Anh nói thiệt hả? Đội ơn anh nha, nhưng mà trước mắt á anh phải ứng cho tôi 20 triệu để tôi mướn người làm đơn ly dị chứ. Tôi không tin anh. Một là anh làm theo lời tôi, bằng không anh sẽ không có một đồng nào cả. Mình
Mình sẵn sàng trả bất cứ giá nào để cô Sáu được tự do. Nhưng không vì chuyện này mà mình ép cổ phải chấp nhận tình cảm của mình. Mọi chuyện hãy thuận theo duyên số trời định mà thôi. Trời ơi, rắc rối tới rồi. Anh Cẩn ơi. Đứng lại coi. Anh Cẩn đâu rồi? Làm gì vậy trời? Anh Cẩn. Đứng lại coi. Trời đất ơi. Nhà của người ta làm gì sọc vô nhà của người ta rừng rừng la lối sờm vậy trời? Nhà có chủ mà. Ủa? Nhà này tôi biết mà. Ờ. Tôi tìm anh Cẩn của tôi. Vậy hả? Anh Cẩn ơi. Anh Cẩn. Đâu rồi? Ai đây? Ô Xin. Cái gì? Ô Xin. Ô Xin. Ờ. Hồi nào á? Mấy tháng rồi. À, anh Cẩn đâu rồi ta? Cẩn nào? Anh Cẩn của tôi. Cẩn hột xoàn hay là Cẩn xà cừ? Cẩn chủ nhà thì không biết mất tiêu rồi. Không lẽ anh tránh mặt tôi hả trời? Tại sao không giữ lại cho tôi? Trời kỳ quá. Làm gì cười hoài vậy? Tại vì nhớ chuyện ngày hôm qua vui quá nên cười. Vô duyên. Bà mới vô duyên đó bà nói. Mệt à. Rồi, cảm ơn. Ngon không má? Con uống đi. Thôi, con không uống bia đâu. Uống bia mập lắm. Má hai đưa chân đi con bóp cho. Đã nha. Đau quá. Dạ. Con là gái á, tao cưới con biển liền. Bộ con không phải là con gái là má cưới không được à? Thương, hiền lành, nhưng mà không có sanh đẻ được làm sao cưới? Cưới mày về rồi tao tiệt giống làm sao? Thôi không có buồn. Uống đi. Dạ con... không, má uống đi, con không uống đâu. Trời ơi. Thôi. Đời sanh ra mỗi người một số phận nha. Bây giờ đừng có suy nghĩ nữa.
Con đâu có suy nghĩ gì đâu. Càng nói về cặt. Anh đi làm mới về hả Biển? Gì á? Biển, hôm nay anh làm sao vậy? Hả? Thôi thôi đừng hỏi nữa. Đâu hai má con mà không có nhậu với nhau. Vô vô. Hai ba vô. Ủa, hai người làm cái gì mà lạ vậy? Tự nhiên con không hiểu gì hết trơn á. Mà hiểu làm gì? Nhiều chuyện. Cái thằng này nó nói vậy là nể mặt nhau lắm mà con đừng buồn. Từ nhỏ cho tới lớn chưa bao giờ ảnh ngọt ngào với con hết trơn á. Cứ mở miệng ra là nạt nộ con không à. Thôi, tao đã nói rồi, cái số mà. Tao đủ rồi đó. Nói cho tao nghe có chuyện gì. Không có gì đâu, ba ngủ đi. Ngủ hả? Giờ này mà ngủ gì? Nhớ con muối phải không? Đói bụng á, để em xuống dưới bếp. Em làm cho tôi mì nha. Mày đi ngủ đi. Gì vậy? Nói chuyện với nó mày la nó vậy hả? Tôi đây, Bảo Tuấn đây. Xin lỗi, tôi làm ướt áo anh hết rồi. Để tôi lau cho anh nha. Cô Tư đến đây có chuyện gì vậy? Không, không có chuyện gì hết á. Cô Tư muốn kiếm tôi. Sao không vô nhà mà đứng đây cho lạnh vậy? Đâu có đâu. Tôi đi công chuyện ngang đây, thấy cái nhà đẹp đứng ngó chơi chút thôi à. Đứng đây sương xuống, ướt hết áo rồi mà còn nói là đi ngang qua thôi sao? Thì tôi biết người ta ở trong đó. Tôi nhớ nên đứng ở ngoài đây ngó vô vậy thôi à. Tôi biết. Nhưng mà tôi nhớ người ta, không biết người ta có nhớ tôi không nữa. Cô Tư à, chuyện đã qua lâu rồi thì thôi cứ để nó trôi qua đi. Cứ xem như tôi nợ cô một ân tình mà không thể nào trả được. Tôi biết thân phận của mình nên tôi đâu có dám giới cao vậy đâu. Nhưng có một chuyện liên quan tới anh, tôi muốn nói cho anh biết để tôi nhẹ lòng đó mà. Chuyện gì vậy? Cô cứ nói đi. Sau đêm hôm đó, tôi đã có một đứa con gái với anh. Hả? Em nói gì? Em nói là em có con với anh hả? Ừ.
Con của mình đâu rồi em? Hả? Con mình đâu? Con mình đâu em? Con bị đi lạc mất rồi. Em làm mẹ cái gì vậy? Con của mình mà cũng để cho đi lạc mất được sao? Rồi sao? Rồi sao em không đi kiếm con gì? Hả? Em xin lỗi anh. Ngày đó em khổ quá, em vừa đi làm vừa trông con nên để lạc mất con. Hai mươi mấy năm nay em đi tìm con khắp nơi, không có một chút tin tức gì hết. Chỉ sợ nó không còn sống nữa. Thế là tôi với em có duyên mà không có nợ, nên chuyện mới xảy ra như vậy. Thôi em đi về đi, đừng đứng đây kẻo lạnh đó. Tại sao vậy? Tại sao anh cho em một quá khứ mà không cho em một tương lai? Tại sao? Em về đi. Chào má. Ừ. Mời má dùng trà. Ừ. Bữa nay sướng nhiều vậy? Chắc là nặng lắm đấy. Dạ. Chuyện của con với cô Tư chắc là má đã nghe hết rồi phải không? Ừ. Má nghe con gọi điện nói là gần về tới nhà nên ra mở cổng cho con. Không ngờ gặp lúc con đang nói chuyện việc cô Tư. Nè, nghe chuyện hình như là hai đứa có một quá khứ rất buồn phải không? Chuyện là răng, nói mà nghe. Răng mà chưa từng nghe nói đến rửa. Chắc là mà vẫn còn nhớ ngày con và má Kinh Long cãi nhau rồi con bỏ ra ngoài. Ừ, mà nhớ. Đêm hôm đó con tình cờ gặp cô Tư đang trú mưa trong một ngôi nhà quan. Tụi con thậm chí còn không nhìn rõ mặt nhau nữa. Chỉ nhớ là cả hai đều đang rất buồn, rất cô đơn, rất sợ thế giới bên ngoài. Chuyện xảy ra trong bóng tối đến vô tận đó tưởng chừng như là không có thật, và con cũng đã từng quên đi từ lâu rồi mà. Con không thể tin được là cô Tư vẫn còn nhớ và lưu luyến mối tình đó suốt bao nhiêu năm trời, mãi mãi không dứt ra được. Con biết không, người phụ nữ khi đã tự nguyện trao thân cho người đàn ông nào, có nghĩa là suốt đời họ nguyện gửi gắm tình yêu của mình cho người đàn ông đó. Mà hiểu và thương cho sự chung thủy của cô Tư lắm. Chung thủy? Chung thủy tới mức cố chấp, mãi mãi không chịu buông, rồi tự làm khổ cho mình hay sao mà? Ừ, thì cho là nó cố chấp đi. Nhưng con nghĩ coi, thời buổi bây giờ con sót lại bao nhiêu người như nó. Yeah.
chắc có lẽ không đủ đếm trên đầu ngón tay đâu mà. Con biết không, một đếm cũng là nghĩa đã vàng. Rằng con không cho mình và cô Tư một cơ hội để tìm hiểu hả con? Xem có định được với nhau không? Bộ mà không để ý đến thân phận của cô Tư sao? Thân phận chi? Con muốn nói đến chuyện nọ làm ố xin à? Con ơi, ố xin cũng là một nghề như bao nghề khác. Miễn á là làm ăn lương thiện để kiếm sống, rửa là đặng được tôn trọng cho con. Nhưng gia đình của mình, con sợ trong dòng tộc sẽ đàm tiếu. Mà biết vị trí trưởng tộc đặt áp lực lên vai của con, muốn đăng hộ đổi của dòng tộc đã diệt chết cuộc đời con trai của mà. Bây trừ chỉ cần có một cơ hội thôi để con mà được hạnh phúc, thì mà sẽ không bao giờ từ bỏ mô. Mà sẽ bất chấp mọi thứ con à. Mà có biết rằng mà là người mẹ vĩ đại như thế nào không? Tất cả bà mẹ trên thế gian này đều vĩ đại với rửa con à. Con phải hạnh phúc, và con Tơ cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Mà không ép con, nhưng con hãy hứa về mà. Con hãy hứa về mà là con nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này nghe con. Dạ, con hứa. Con đứa bé thất lạc, trách nhiệm của con là phải đi tìm nó về, chứ không để mặc cho con Tư Hằng lo được. Hai đứa phải cố gắng đi tìm cháu gái về cho mà. Nghe con, nghe chưa? Dạ. Rồi được rồi, để tôi bất bệnh tôi đi kiếm bả cho. Không có ai giúp đỡ, coi chừng chồng bả đuổi bả tay không ra khỏi nhà luôn á. Có cô lên tiếng thì tôi cũng yên lòng rồi. Mà cô Tư bệnh sao mà nãy giờ nhảy mũi miết vậy? Bệnh hoạn gì đâu anh. Hồi hôm dầm xương nên sáng giờ nó sụp xịt vậy đó. Tôi uống thuốc rồi. Vậy cô Tư ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi. Thôi tôi xin phép về nghe. Khoan đã. Anh ngồi xuống đi, tôi hỏi thăm chút xíu rồi về. Chuyện gì vậy cô Tư? Nghe nói anh là bạn của Bảo Tuấn mấy chục năm rồi phải không? Đúng vậy, hai đứa tôi học chung từ nhỏ tới lớn mà. Anh có thể kể cho tôi nghe một chút về chuyện tình cảm của anh Bảo Tuấn được không? Để tôi kể cho cô nghe. Hồi nhỏ Bảo Tuấn đã nổi tiếng là đào hoa rồi. Ngồi xuống đây đi con. Có chuyện gì mà cô nhắn tôi ra đây vậy? Cô nhớ cháu dâu cô quá hà. Ngồi xuống đây. Không cần ngồi đâu. Có chuyện gì cô nói đi, tôi còn đi làm nữa. Ôi cha, đi làm á thì ngày nào cũng đi, còn chuyện kinh dị thì lâu lâu mới có một lần. Ngồi xuống đây đi con, cô kể cho con nghe. Tôi quá biết tính của cô rồi, thì còn rào trước đón sau làm gì nữa. Không nói thì tôi đi đây. Đứng lại, Kinh Long bỏ con Tơ rồi. Ngồi xuống đi mày. Chuyện là sao hả cô ba? Kinh Long chia tay với con Tơ hồi nào vậy mà sao lại bỏ nó? Ba con đi đâu mà cô đến nhà tìm mấy lần không có gặp? Ba con đi đâu ai biết, mấy bữa nay á ba đi đâu hoài à. Cô ba, anh Kinh Long có nhắc gì tới con không? Bây giờ ảnh ở đâu vậy cô ba? Ảnh vui hay là ảnh buồn cô ba? Nó đi đâu làm sao mà tôi biết được. Cô làm vậy là sao hả cô ba?
Tự nhiên hẹn tôi ra đây nói chuyện, bây giờ hỏi tới á, lại trả lời vòng vòng. Cô muốn kiếm chuyện với tôi đúng không? Từ xưa đến giờ cô nổi tiếng là người đàn bà xinh đẹp nhưng mà rất tráo trở, tiếng đồn đâu có sai. Bây giờ cô muốn làm sao? Giờ cô ba muốn làm mẹ kế của con. Nếu con ủng hộ cô ba thì cô ba ủng hộ con làm cháu dâu của cô ba. Nhưng mà Kinh Long liệu có chấp nhận yêu con trở lại không? Nó đang thất tình, nó buồn lắm. Bây giờ chỉ cần có người an ủi nó, con mắm con muối gì nó cũng yêu hết á. Vậy cứ thỏa thuận như cũ nha cô ba. Cô ba sẽ chính thức kết hôn với ba của con, còn con sẽ kết hôn với thằng Kinh Long nha. Dạ, con thương cô ba nhất trên đời luôn đó. Cô ba thương. Quá. Năm xá bảy một hai nhân rồi nha. Tháng rồi á là em cho chị mượn tiền chợ hết 3 triệu đồng. Tiền lãi 5% tính lũy tiến lên là 162 ngàn. Tổng cộng chị thiếu em là 3.162.000. Ừ. Để vài ngày nữa chị lãnh lương rồi chị thanh toán cho em ha. Đâu có được chị. Chị vui lòng thanh toán tiền nợ nè, tiền lương của em trong ngày hôm nay. Tại vì ngày mai em nghỉ việc rồi. Em nghỉ việc? Sao tự nhiên lại nghỉ việc? Em đi đóng phim. Em đi đóng phim? Em biết gì về phim ảnh mà đòi đóng? Coi chừng bị người ta gạt đó. Không dám đâu, đích thân đạo diễn quánh dây thép gọi điện mời em sao bị gạt. Em nói chị biết nha, bây giờ chỉ cần Oxin á lên TV thôi là khán giả coi rần rần luôn. Em mới phải tận dụng cơ hội này để em nổi tiếng, chứ không lẽ ở nhà trong cô bình cho chị hoài sao. Nè, chị thấy em còn nhỏ nên chị nhắc khéo cho em đó. Lương Oxin của em bây giờ còn cao hơn lương căn bản của chị ở bệnh viện rồi. Em mà bỏ công việc này á thì sau này khó có cơ hội kiếm lại nó lắm. Giáo sư bác sĩ mới khó kiếm việc làm, chứ Oxin bây giờ thiếu gì người cần. Không có nói nhiều chị nữa, mai chị phải trả tiền cho em nha. 3.162.000 để mua quần áo nè, giày dép nè, phụ kiện nè, để em chuẩn bị đóng phim Oxin nổi loạn. Oxin 2 Tết chuyên cung cấp Oxin trí thức, Oxin nghệ thuật, Oxin sách tay, Oxin ngoại quốc, hàng chính hãng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đẹp lắm rồi, cảm ơn anh rể nha. Anh nói nha, anh mệt bao nhiêu đi chăng nữa, khi mà anh nghe cái tiếng anh rể cái tự nhiên hết mệt liền à. Ê tơ, nhìn thử coi được không kìa. Công nhận tao với mày xàm dễ sợ. Xàm mới thể đánh vào cái tính háo danh của mọi người chứ, mà làm lợi cho tụi mình. Không phải ai cũng có năng khiếu xàm mà có duyên như mày với tao đâu. Nhưng mà anh thấy cái cách quảng cáo này nó hơi hơi rẻ tiền một chút á. Tơ, em có thấy vậy không Tơ? Anh ơi, em nói cho anh nghe nè, cái thứ gì mà rẻ là bán được nhiều, bán khắp nơi, nhiều người mua. Anh biết cái công ty của tụi em hả? Tính tới giây phút này, doanh thu đã đạt được 9 con số rồi đó. Ủa? Trời, doanh thu của em đạt tới tiền tỷ rồi sao? Tất nhiên. Dữ. Đó là sự thật. Tơ nè, thôi ta đi công chuyện đi. Đầu tháng sau tao đi Nhật để bàn cái công việc xuất khẩu lao động Oxin. Mày lên kế hoạch sẵn giùm tao luôn đi nha. Tao biết rồi. Lát tao về rồi bàn. Anh ngồi đây với Tơ nha. Em đi ạ. Ồ, công nhận anh học hành bao nhiêu năm, ra nước ngoài du học tốn biết bao nhiêu là công sức tiền của. Vậy mà kinh doanh tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Hai đứa em làm chuyện như vẫn chơi vậy đó, mà tiền cứ như nước chảy vào túi. Ê, đúng là bất công quá mà. Có lẽ anh phải học theo em với ý lạ để thay đổi cách kinh doanh của công ty anh mới được.
em giúp anh lên kế hoạch để anh kinh doanh theo cách mới được không? Em bận lắm. Tôi nhìn anh nè. Hai đứa mình trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau. Nè, anh làm gì có lỗi với em mà bây giờ em coi anh giống như là không khí vậy? Em không có coi anh là không khí, em vẫn đang nói chuyện với anh mà. Em nói chuyện với anh giống như nói với khách hàng vậy đó. Hoàn toàn không giống với tơ của anh lúc trước đây. Anh cảm thấy anh bị ức chế. Vậy tốt nhất á, anh đừng tới đây nữa, sẽ không có cảm giác bị ức chế. Anh làm không có được đâu. Nếu như mà không gặp em thì anh nhớ. Anh nghe em nói nè, anh có biết lý do chính mà em muốn tạm chia tay với anh là gì không? Thì ba má của em tới quậy nhà anh, cho nên là ba anh giận, nói là em không được quan hệ với anh nữa. Đó chỉ là một phần nổi bên ngoài thôi. Phần chính bên trong vấn đề á, chính là ba má em muốn lợi dụng mối quan hệ giữa em và anh để làm tiền gia đình anh. Anh biết, nhưng mà anh sẵn sàng đưa tiền cho ba má em, miễn sao là ba má em đừng tới làm phiền ba với mẹ nội của anh nữa. Anh à, lòng tham của con người vô đáy lắm. Bây giờ anh có đem hết tiền cổ của nhà anh đưa cho ba má em cũng không thể nào đổ đầy túi tham của họ đâu. Anh biết là em bất mãn với ba má của mình, nhưng mà dù sao em cũng là con, có nên nói như vậy với ba má của mình hay không vậy? Thôi em cứ nói đi, anh đang nghe nè. Báo hiếu không có nghĩa là em phải dung túng cho hành động của ba má em. Em đề nghị tạm chia tay là để họ không có lý do làm phiền gia đình của anh nữa. Em nói thật chứ? Thật. Chỉ là mình tạm chia tay để em có thể làm việc mà em cần làm, em có thể lấy lại tự do cho em. Lúc nào anh cũng sợ hết hồn, cứ tưởng đâu là mình sẽ mất em chứ. Mấy ngày qua người ta đau khổ lắm có biết không? Em biết, cho nên á, em phải nói ra ý định của em để cho anh yên lòng nè. Ừ, hay là tụi mình giả bộ chia tay thôi. Lâu lâu anh lén đi em đi chơi, cái cảm giác nó hồi hộp và thú vị, đã lắm nha. Không được đâu, mấy ngày nay ba em vẫn ngồi cà phê đối diện đường kìa, theo dõi em đó. Nếu mà ba biết sự thật á, là mình vẫn chưa chia tay thì rắc rối lắm. Tin em đi, khi nào mà em có được tự do thì em sẽ tiếp tục đến với anh. Chỉ cần anh cho em thời gian, nửa năm thôi. Đồng ý nha. Ừ, nhưng mà anh vẫn cảm thấy lo lo làm sao đó. Lỡ như tới lúc đó em có người khác thì sao? Em vẫn còn đeo chiếc nhẫn của anh nè, anh lo gì? Nhưng trên người anh không có vật gì của em hết trơn. Hay là em đưa lại cho anh chiếc cuốc đi, để cho anh làm tin. Anh nói thiệt hay nói giỡn vậy? Anh nói thiệt. Nếu như mà anh giữ chiếc cuốc của em á, thì anh cảm thấy tự tin hơn. Anh lấy chiếc nào? Chiếc này là của anh. Mỗi đứa sẽ giữ một chiếc. Sau này mà đứa nào không giữ lời hứa sẽ bị chiếc cuốc bay trúng đầu, chịu không?